Chào mọi người. Hôm nay thì tình hình sức khỏe của Trần Khánh đã hồi phục chắc cũng được 50%. Thì trước đó thì bệnh nặng, khi mà được xuất viện về nhà thì nặng sức khỏe thì có chừng khoảng 20% thôi. Thì hôm nay cũng đã hồi phục đỡ. Bác sĩ nói là tình hình hồi phục khoảng tầm 2 đến 3 tháng. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tập luyện để cho sức khỏe sớm bình phục hơn. Thì hôm nay là mùng 1 Tết. Nhân dịp đầu năm mới thì Trần Khánh chúc tất cả mọi người thì nhiều sức khỏe ha, gia đình làm ăn phát tài và vạn sự như ý. Nói chung là lúc nào cũng gặp nhiều điều may mắn, cũng như là Trần Khánh gặp may mắn về cái sự cố bên tình vừa rồi. Và rất là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Trần Khánh trong thời gian qua rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì có đôi lời gửi đến mọi người là để cho mọi người biết là tình hình sức khỏe Trần Khánh cũng đã được hồi phục một phần, mặc dù là chưa bình phục hoàn toàn, nhưng mà với cái sự ủng hộ của tất cả mọi người, sự động viên cũng như là những cái sự cầu nguyện của mọi người dành cho sức khỏe của Trần Khánh, thì Trần Khánh đã cố gắng vượt qua mọi thứ. Mặc dù hôm nay cũng còn mệt, nhưng mà với cái tinh thần là cố gắng vì mọi người, Trần Khánh sẽ vượt qua tất cả. Và có đôi lời gửi đến quý vị năm mới như vậy nha. Rồi, bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người một ngày gần nhất, Trần Khánh sẽ trở lại với con đường âm nhạc cùng tất cả mọi người và kênh YouTube Trần Khánh Producer, Trần Khánh Producer. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người nha. Hôm nay thì Trần Khánh cũng đỡ ốm, đỡ đen hơn nhiều rồi. Mọi người chắc cũng không nhận ra, hôm nay cũng nhận ra được chút ít. Rồi mai mốt thì sẽ đẹp trai lại bình thường nha. Rồi, bye bye mọi người nha.